Cô ở quận mấy vậy cô? Quận À, Gò Vấp vậy cũng gần. À, cô ở có mình neo đơn nào, không có ai hết hả cô? cô có mình neo đơn mà có cháu nó vợ gần đó mình đi làm À, xa đó mà cô đang ở thuê hay nhà luôn? À dạ con hiểu rồi. Thôi bây giờ vậy đi. À, tại bây giờ con đang nấu nấu ăn cho các bé. Cô cho con địa chỉ, số điện thoại. À số điện thoại thì đây rồi. À cô cho con địa chỉ đi, xong rồi tí nữa con sẽ sắp xếp con chạy xuống Gò Vấp. À con đón hai bé về đây. Nếu như mà hai bé nó còn trẻ đẹp á, con tìm được gia đình yêu thương thì con sẽ gửi gắm các bé. Còn nếu mà không, con không thấy ai tin tưởng thì con sẽ nuôi các bé luôn, tại vì con thấy cô thương các bé quá. Dạ giờ hoàng sữa cửa yếu quá dạ tôi đi hút phân cho nó mà thở thở lên thở xuống dạ đi té lên té xuống nhà thì neo đơn quá À vậy cô sắp đi chạy thận nè, nếu mà cô vô viện thì đâu có ai chăm sóc hả? tôi đi lại đi tới nhà cũng có người ở nhà với cô chăm sóc cũng nổi nữa rồi Dạ. tại vì nó bệnh con tôi là cái con bị nên nay nó cũng phải 35 kg ba Ồ vậy chục hả? Trời ơi, 35 kg lận hả? kg Vậy là chó lông xù đúng không? Sumo là mấy con chó xù xù. phải con chó sumo nó giống dạng dạng như này giống lai vậy thôi À. thì mình thấy khoảng chừng 35 kg Rồi con bé kia bao nhiêu ký? còn con kia là chi trắng thì nói chừng khoảng 17 đến 20 kg thôi Dạ thôi bây giờ vậy nè cô, nào để con tập trung vô con làm. Xong bây giờ cô nhắn địa chỉ đi khoảng chừng 2-3 tiếng nữa trước khi đi con sẽ gọi cho cô nha. mà bây giờ tôi nói con nghe nè Sao? cho cô thời gian đi gần gũi với tụi nó À, con tưởng nếu mà bây giờ cô cần gấp á, thì con sẽ chạy tới. Chứ bây giờ thì con cũng đang nấu ăn cho các bé. đúng rồi tôi biết mà Dạ. tôi có gì em tôi hẹn với con được cái gì nhưng tại sao với con được cái gì Dạ dạ tôi dạ. muốn có thời gian để chuẩn bị chạy thận tôi mới chẳng cố với Dạ. chút nghe tụi nó một chút để tụi nuôi nó Chừng ăn nào cô mới đi chạy thận? tôi giờ mới mổ tay rồi con ơi mới mổ cái cánh tay để mà đút ống vô chạy thận À rồi con hiểu. Ủa đút ống vô chạy thận mình phải mổ tay hả cô? mổ tay con khi con chạy thận con phải mổ mổ cái tay đút cái ống nó mới lọc được máu À, ủa con thấy ở bên nước ngoài á, nó một có một cái, nhưng mà hình như Việt Nam mình không có đâu. À, nó gọi là lọc màng bụng á, nó là một cái mình tự chạy thận ở nhà luôn, mà chắc Việt Nam mình chưa có. chưa có con lọc bằng bụng Ừ. tôi cũng nghe nói nhưng mà chưa Dạ, cái có đó là ở mấy tại cái vì nước Đức á, Mỹ này nọ á. nghe con nói cho chị trên YouTube á chị Dạ. Phương á Dạ, con cảm ơn cô. cô không biết tiền số cô ở đâu bắt cô bây giờ cũng bé nó Ừ. tiền số nó lên quay bờ nó tìm cho cô á Dạ rồi. Thôi bây giờ cô giữ gìn sức khỏe đi, thì cứ sống vui vẻ hạnh phúc bên các bé. Xong rồi khi nào mà cô cần sự giúp đỡ của con thì cô cứ liên hệ cho con nha. rồi Dạ con cảm ơn cô nha. Cô biết sao cảm không? ơn Nhiều khi con con nói nha chuyện chất quớt à. Mà cô không có chuyện nghe chất quá nhưng mà rất dễ thương Dạ. Nhiều khi con nghĩ sao con nói đại vậy đó. À, chứ con không có kiểu như vanh vẹ vanh vợ được nên đêm nào à. cô cũng thích mà để mà con cái YouTube của con nó khi 11 giờ khuya cô Dạ. Rồi thôi cô nghỉ ngơi nha, tại vì con đang nấu cháo á nên con hôm nay các bé nhà con ăn cháo dinh dưỡng. Dạ. Dạ rồi con bye cô nha. Dạ. À, Ti đang nấu cháo cho các bé nhà Ti ăn thì Ti nhận được một cuộc điện thoại như vậy đó cô chú và các bạn. Ti tin rằng cô biết Ti trên YouTube thì cô sẽ nhìn thấy cái clip này của Ti. Ti rất cảm ơn cô cũng như một số anh chị có gọi điện nói với Ti là yêu mến Ti cũng như yêu mến cái giọng nói của Ti. Thật sự là Ti rất là cảm ơn luôn. Nhiều khi Ti nói chuyện nó rất là tự nhiên luôn mọi người. Ti không có nói chung là không biết nói làm sao. Nhưng mà hiện tại là bây giờ là Ti đã đang nấu cháo cho các bé nhà Ti là cháo dinh dưỡng. Ti phải nấu từ sáng đến tối 8 nồi nè cô chú và các bạn. Đây đây là cái nồi trắng khuấy Ti đang cho nó chạy ra cho nó nguội á, tại vì nồi nóng lắm.
Cháo tuy đã đổ ra rồi nè cô chú. Bây giờ Ly á bỏ ra cho nó nguội xong cho vào thùng mén. À, Ti rất cảm ơn cô chú, anh chị cùng tất cả bạn bè gần xa yêu thương Ti cũng như yêu thương máy ấm. Ti xin kính chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Thôi Ti khép clip ở đây để Ti cho các bé nhà Ti ăn nha cô chú và các bạn. Xin chào cả nhà.